Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Qua tiếng sóng điện thoại của người anh em. Chủ tịch Đặng Tập đoàn Cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng bản thân thông thiên mọi kiến thức nên tiếp xúc với mỗi người khác nhau đều bằng ngôn ngữ khác nhau. Một xã hội tôn sùng vật chất đi ngược với thiên lý. Trong quá trình xét xử, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có nhiều cuộc trò chuyện phỏng vấn với phóng viên để chia sẻ những quan điểm về cuộc đời. Khi có người hỏi ông về lý do tại sao, ông nói tiền nhiều để làm gì. Ông Vũ điềm nhiên trả lời, nếu nền tảng thiện lành của mình yếu thì đồng tiền giống như là một cái ma lực gầy. Nó dẫn mình đi rồi đẻ ra nhiều chuyện. Mỗi cái con người hoạt động bên trong khi vận hành vũ trụ là vận hành âm dương, giống như người đàn ông, đàn bà, ngày và đêm, thiện và ác, tất cả mọi thứ. Con người tại sao gọi là con và người? Nhiệm vụ của con người ở thế gian này là để tiêu diệt phần con, còn cái phần người. Như hiện nay, với nền tảng giáo dục trên toàn cầu, dường như chưa làm được. Mất đi nền tảng thiện lành thì giữa mình giống như là súc sinh vậy. Giống như là con thú. Giữa phần con và phần người, mình phải lọc đi cái phần thú. Đây là nhiệm vụ hồi xưa tôn giáo họ làm. Cái nền tảng giáo dục ngày xưa mà nhiều người thì người ta cứ theo phương giáo hoa đó, bây giờ không có. Chủ tịch Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên phân tích thêm về hiện thực xã hội. Xã hội bây giờ tôn sùng vật chất, đi ngược với thiên lý, không bao giờ tồn tại được. Cái việc nó vô đến cái nhà của qua, nhưng nó cũng là cái thử thách. Cái bản tâm không phải là một ngày nó hình thành cái đó, phải gột rửa rất nhiều. Sau này các chị em mà hỏi cái niệm đó, cái tâm nó có cái niệm, cái tâm chia làm ba cái tâm. Hành động của con người được chia làm ba bước: hành động vì sợ hãi trong xã hội nguyên thủy, hành động vì tham lam thì hiện nay đang tràn lan khắp nơi, hành động vì yêu thương hay chủ nghĩa. Trong đó, lòng trắc ẩn yêu thương là hành động cao nhất của một con người hiện nay. Nó gần như là vắng bóng, không thể hiện hữu ở thế gian này. Chỉ còn tham thôi. Cái đó không bao giờ đúng với cách vận hành của luật trời. Khi có một phóng viên khác đặt nghi vấn về rằng có triết đạo Trung Nguyên cà phê đang phục vụ cho một xu hướng tôn giáo, ông Vũ nói, cậu không chịu khó đọc đi sẽ hiểu. Tôn giáo, chính trị, kinh tế và tất cả khoa học tâm chân, tâm thiện đều gặp nhau hết. Tại vì mình chưa tới cái ngưỡng đó nên không hiểu được bản chất của chính trị là gì, kinh tế là gì. Qua nói, kinh tế là kinh bang kinh tế chứ không phải là đi kiếm tiền. Tôn giáo và chính trị mục đích cuối cùng đều gặp nhau hết ăn. Khoa học cũng vậy, hiện nay hiểu được khoa học là tương đối. Nếu tiến tới khoa học là tuyệt đối thì mới chạm được ngưỡng cửa cuối cùng. Chân lý luôn chỉ có một thôi. Muốn làm những chuyện như vậy thì đều phải có con người trong một con người và phải có nhiều người trong một con người. Nếu làm đúng đắn nhất thì con người phải làm chính trị và con người phải có trong tôn giáo đó. Nó mới ức chế được rất nhiều thứ chứ. Qua thấy sóng điện thoại của người anh em. Chiều ngày 1 tháng 3 hôm ấy, lúc đó trong chờ tòa hội ý, ông Vũ lại chia sẻ thêm những quan điểm riêng của mình về cuộc sống. Có phóng viên đặt vấn đề rằng ông đã làm gì trong quá trình 49 ngày thiền định. Ông điềm nhiên trả lời, ông chịu mọi khổ cực, khổ ải nhất trần gian. Chưa bao giờ trong lịch sử kiến tạo loài người, trời đích thân thử thách ai, dạy ai, trao quyền cho ai. Nhưng trời đã trao cho qua mọi kiến thức để giúp những người anh em, giúp cho nhân loại, mọi kiến thức khoa học, khoa đồ, tất cả mọi thứ qua đều biết hết, toán lượng tử, vật lý lượng tử, kể cả kiến thức không có ở thế gian. Qua có mọi câu hỏi cho thế gian này, tất cả mọi bất lực, mọi thiết kế, tôn giáo, chính trị từ xưa đến nay, từ khi kiến tạo loài người đến nay, trời chưa bao giờ biết thân huấn luyện ai, dạy ai, thử thách ai cho đến cùng cực như vậy. Ở thế gian, một giây là nhỏ nhất, nhưng ở thế giới vi tế bên kia, một giây được chia làm 1.084.000 sa na. Từng sát na qua phải chịu đựng trong đau đớn, bạo ngược như vậy để rồi mới cho qua ánh sáng, cho qua cải tạo, tạo hóa mà vẫn giấu, mà tạo tái mà tạo hóa vẫn giấu mọi người.
kể cả trường sinh bất tử, mọi thứ mà vua chúa tìm kiếm. Chủ tịch tập đoàn cà phê Trung Nguyên cho biết rằng bản thân ông biết hết mọi kiến thức khoa học ở thế gian này. Tại sao có người hỏi? Tại sao lúc anh ở trạng thái này, lúc anh ở trạng thái khác? Ông cũng khẳng định ngắt lời. Tất cả mọi kiến thức khoa học ở trên thế gian này qua đều biết hết. Các nhà khoa học qua đều có thể nói chuyện được hết. Cái đó chỉ có trời dạy, không có kiến thức ở thế gian. Ví dụ, nói về đẳng cấp E bằng MC bình của Einstein thì bản chất của khoa học tự nhiên là vật lý lượng tử. Gặp nhà chính trị, khoa sẽ nói ngôn ngữ chính trị vì khoa được dạy mọi thứ. Gặp nhà toán học, khoa sẽ nói về toán học, các con số. Gặp nhà vật lý, khoa sẽ nói chuyện về vật lý. Khi có người thắc mắc rằng trời đã trao cho khoa một kiến thức, cho rằng ông bằng cách nào được như vậy, ông cũng cười rồi nói: ở thế gian của các người anh em là thế giới ba chiều, ngũ quan của người anh em rất hạn chế, tai của người anh em hiện nay chỉ nghe được trong phạm vi từ âm 5 đến dương 5 decibel. Ngoài phạm vi này thì không nghe được nữa, vậy còn hạ âm, huyền âm thì sao? Cũng như số điện thoại của người anh em, nó tồn tại nhưng mắt thường người anh em không thấy, còn khoa thì thấy. Cũng giống như mắt người anh em nhìn ngang có thể nhìn được khoảng 200 đến 220 độ, nhìn dọc có thể nhìn được 120 đến 140 độ, và trong đêm có thể nhìn thấy lỗ lửa xa 50 km. Hiểu tới bản chất, bản thể của vũ trụ thì nó khác biệt lắm. Đây là cái loài người gần như mù, các nhà bác học ở trên thế gian gần như mù, trong khi lại là khoa học tuyệt đối, còn cả ngoài thế gian hiện đang biết là khoa học tương đối. Ông Vũ cho rằng, khi tiến tới ngưỡng cửa cuối cùng của khoa học tuyệt đối, con người sẽ có nhiều con người bên trong thấu hiểu mọi thứ. Người đàn ông 48 tuổi chia sẻ thêm về cách nuôi dưỡng thể chất xung quanh như phần linh hồn. Nói thêm về việc thiền định của mình, Chủ tịch Cà phê Trung Nguyên chia sẻ: hồi xưa khoa học bác sĩ học giải phẫu tưởng chỉ có một thể xác phù hợp với lục phủ ngũ tạng cơ xương khớp, nhưng thực ra cơ thể của người anh em là thể khí nữ. Nhưng cấu tạo ra sao thì thế gian mù, tiếp nạp ra sao thì thế gian mù, ngoài ra còn linh hồn của người anh em nữa. Chuyện nước chuyện nhà khó lẫn toàn. Khi có một phóng viên hỏi rằng một người đàn ông muốn tập trung cho sự nghiệp thì phải hy sinh gia đình, ông Vũ nói: nếu như một người chắc ảnh muốn làm chuyện lớn thì chuyện nước chuyện nhà khó lẫn toàn. Nếu có vợ thì đừng để giới hạn của vợ là giới hạn của mình. Hiện nay giới hạn của người phụ nữ cũng chính là giới hạn của người đàn ông Việt. Hãy nâng cao tinh thần cho họ biết rằng nếu họ không chịu hướng đi tính cách thì cũng phải đấu tranh nghe. Ông Vũ cười lóng mình nói rằng đừng để giới hạn của họ là giới hạn của mình. Lúc một người này hỏi thêm, ông có nên đưa vợ vào điều hành Trung Nguyên không? Ông cũng điểm như nói, thì qua nói, lúc nãy qua nói đó là giới hạn rồi.